lạm dụng chức quyền phá hoại tài sản của dân. Ngày 4 tháng 1 năm 2023, ông Ngô Hồng Mỹ, chủ một quán cà phê ở phường 9 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, bức xúc phản ánh với phóng viên báo Thanh niên về việc ông Phạm Văn Khanh, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố Cà Mau chỉ đạo đốt cháy cây cảnh của mình. Theo ông Mỹ phản ánh, ông Phạm Văn Khanh, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố Cà Mau chỉ đạo đốt cây cảnh trị giá hàng chục triệu của ông để ở một bãi đất trống gần quán cà phê của ông. Tôi mua gốc cây sọp về gửi nhà người quen ở phường 9 thành phố Cà Mau. Chờ quán cà phê của mình làm xong thì mang về, nhưng ngành chức năng phường 9 lập biên bản, cho rằng tôi gửi cây lớn chiếm vỉa hè. Tôi thấy bãi đất trống gần quán cà phê, hàng ngày có người đến gửi xe hàng, xe lôi, xe kéo, nên tôi đưa cây về để tạm. Nhưng sáng ngày 3 tháng 1, bất ngờ tôi được người quen gọi, cho hay là cây sọp của tôi bị đốt cháy, ông Mỹ cho biết. Khi ông Mỹ đến hiện trường, thấy cây bị cháy xung quanh gốc, Ít phút sau thì ông Phạm Văn Khanh, phó trưởng phòng kinh tế thành phố Cà Mau đến năn nỉ ông Mỹ bỏ qua và thừa nhận mình sai. Khi thấy lãnh đạo phòng kinh tế thừa nhận sai, năng nỉ bỏ qua thì tôi cũng chờ xem cách giải quyết về thiệt hại cho cây của tôi như thế nào. Nhưng tới giờ tôi không nhận được thông tin gì cả, ông Mỹ nói. Trao đổi với phóng viên báo thanh niên qua điện thoại vào ngày 4 tháng 1, ông Phạm Văn Khanh giải thích. Nằm trong kế hoạch vệ sinh môi trường tổ chức chợ hoa Tết, chúng tôi đã làm 2-3 ngày rồi, nhưng vào hôm 3 tháng 1, rác nhiều quá nên gom lại đốt. Tụi tôi không nghĩ cây của anh Mỹ mà tưởng là cây của đô thị. Vì nó khuất ở trong nên bất cẩn đốt cháy lan. Khi cháy, chúng tôi đã tích cực chữa, nó cũng cháy xém. Khi ông Khanh nói cây bị khuất, ông Mỹ cho rằng cây cao hơn 3 mét, cỏ xung quanh cao khoảng 1 mét thì không thể khuất được. Ông Mỹ thông tin thêm, gốc cây sọp đó khi ông mua có giá 70 triệu đồng, nhưng với chi phí thuê người bứng, chuyên chở, chăm sóc Đến giờ thì tổng giá trị ước hơn 100 triệu đồng. Cũng theo ông Mỹ, tận sáng 4 tháng 1 mới có người của phường chính xuống lập biên bản về vụ việc. Khi phóng viên hỏi ông Khanh về nội dung có giọng nói trong đoạn clip phát tán trên mạng với nội dung năn nỉ xin lỗi, thông cảm bỏ qua, có phải là giọng của ông hay không thì ông Khanh trả lời À cái đó nói để cho dịu lại thôi tại mấy đứa em quản lý chợ đốt. Nội dung trong clip cũng thể hiện ông Khanh chỉ đạo đốt gốc cây sọp trên ông khanh cũng khẳng định là ông mỹ để cây ở vị trí đó là sai nhưng nếu biết cây cả trăm triệu thì đốt làm gì chúng tôi có báo cáo cho chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cà mau và trưởng phòng kinh tế về việc đốt rác cháy cây cảnh để xin hướng giải quyết hôm qua đã cẩu gốc cây khỏi đám cháy bơm nước cứu chữa ông khanh nói